Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 đã đến lúc Việt Nam chấm dứt mô hình Trung Quốc. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang làm thay đổi trật tự thế giới, làm căng thẳng sự đối đầu, chế độ chính trị khác biệt, ý thức hệ, Trung Quốc và phương Tây. Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, mặc dù sự lựa chọn sẽ là khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã đưa ra nhận định về khả năng xoay chuyển trong Đại hội Đảng lần thứ 13 đối với mô hình chính trị cho Việt Nam trước tình hình hậu viêm phổi Vũ Hán, tạo ra nhiều thay đổi cơ bản của cục diện chính trị và kinh tế toàn cầu. Tác giả Phạm Quý Thọ nguyên là chủ nhiệm khoa chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam. Để đi tìm câu trả lời, tôi xin đề cập hai công thức chính trị sau đây về quá trình vận hành mô hình chế độ toàn trị trong hai giai đoạn lịch sử nhằm khái quát tính tất yếu thay đổi và hơn thế, bối cảnh hiện nay mở ra cơ hội cải cách xoay chuyển với Việt Nam mà Đại hội Đảng lần thứ 13 là một thời điểm rất quan trọng. Đây là hình ảnh Bí thư Hoàng Trung Hải khi đó và các đại biểu của thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài Lenin vào sáng ngày 7 tháng 11 tại công viên Lenin, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước hết về công thức chính trị đến từ phương Tây của Lenin. Vladimir Lenin là lãnh tụ cách mạng vô sản Nga, người vận dụng chủ nghĩa Marx trong điều kiện nước Nga tư sản đầu thế kỷ 20. Ông cùng với Friedrich Engels trưởng thành từ xã hội tư sản Đức, sau này qua quốc gia tư bản khác là Anh Quốc hoạt động, được coi là hai nhà tư tưởng về học thuyết nhà nước nói chung và nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng. Theo Lenin, nước Nga sa hoàng cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20 là mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của tư bản chủ nghĩa. Ông lãnh đạo đảng Bolshevik tiến hành thành công cách mạng tháng 10 Nga và thành lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Đó là chính quyền Xô Viết, một mô hình thể chế chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại được thiết lập để xây dựng và tiến tới xã hội cộng sản. Công thức biểu tượng dẫn đến một mô hình sụp đổ. Lần lại nguồn gốc có thể thấy Lenin đã khái quát xã hội lý tưởng mà ông tin tưởng rằng bằng một công thức mang tính biểu tượng như sau. Chủ nghĩa cộng sản thì bằng chính quyền Xô Viết cộng với điện khí hóa toàn quốc. Và tôi gọi đây là một công thức chính trị, chính quyền Xô Viết, một mô hình nhà nước tước đoạt và quốc hữu hóa toàn bộ tài nguyên, tài sản thuộc sở hữu tư nhân, thay mặt nhân dân quản lý và vận hành nền kinh tế bằng công cụ kế hoạch hóa tập trung với năng suất lao động cao để xây dựng xã hội lý tưởng, trong đó có của cải tuôn ra rào rạt, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Đây là hình ảnh Tổng bí thư Gorbachev và Tổng thống Boris Yeltsin, hai người trong giai đoạn chuyển giao đã giúp cho mô hình cộng sản của nhà nước Liên bang Nga chính thức sụp đổ, kéo theo toàn bộ hệ thống cộng sản Đông Âu sụp đổ theo từ năm 1991. Tuy nhiên, trong quá trình thực tế vận hành, mô hình Xô Viết đã không thể đáp ứng được ý chí của các lãnh tụ cộng sản. Từ mọi chính quyền thuộc về nhân dân, nhà nước đã bị suy thoái bởi quyền lực tập trung, bị tha hóa. Khi nhân dân ngoài cuộc, động lực làm việc bị triệt tiêu và năng suất kinh tế thấp kém. Và đó là nguyên nhân cơ bản khiến mô hình Xô Viết sụp đổ. Lenin từng nói rằng năng suất lao động là yếu tố quyết định cho sự chiến thắng của chế độ mới, xã hội chủ nghĩa với chế độ cũ, tức là tư bản chủ nghĩa. Lenin trên cương vị lãnh tụ và là lãnh đạo của nhà nước, Đảng Cộng sản Liên Xô đã mất sớm vào năm 1924 và không được chứng kiến những gì đã diễn ra trong thực tế. Đó chính là sự sụp đổ mô hình nhà nước do ông đề xuất và đã dẫn đến chế độ dân chủ và sự phát triển cho nhiều quốc gia khác. Một số ít nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, đã chọn chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường trong khi vẫn duy trì sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản. Mô hình này chưa có tiền lệ khi tình thế buộc chế độ phải tìm cách duy trì sự cai trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực thi chính sách cải cách và mở cửa từ cuối những năm 1970 với chiến lược thực dụng như mèo đen, mèo trắng không quan trọng miễn là bắt được chuột. Chính sách này đã thích nghi trong bối cảnh toàn cầu hóa khi điều kiện để đón và hấp thụ có hiệu quả làn sóng đầu tư tư bản nước ngoài được chuẩn bị tốt. Nhờ đó, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng cao trong suốt 30 năm với quy mô GDP hiện tại vào khoảng 14.000 tỷ đô la Mỹ, khiến Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới. Và qua đó, Trung Quốc đã là một biểu tượng cho một số ít quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam với sự tương đồng về ý thức hệ của theo chủ nghĩa cộng sản. Đây là hình ảnh những gương mặt quyền lực nhất Trung Quốc trong Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2017-2022. Việt Nam học theo Trung Quốc ở chỗ cơ cấu quyền lực cao nhất không phải là Quốc hội hay Chính phủ mà là Bộ Chính trị. Mô hình cũng dần suy thoái trong quá trình vận hành, tham nhũng nặng nề, chênh lệch giàu nghèo, quá tải đô thị, ô nhiễm môi trường. Kết quả là một nhà nước tư bản thân hữu với đặc điểm là quan chức thoái hóa trong bộ máy đặc quyền, cấu kết với doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản công và chia chác, đặc lợi dưới nhiều hình thức. Một tác giả là giáo sư Min Sipai mô tả tình trạng này trong cuốn sách hay vào năm 2016 như sau: Tư bản thân hữu Trung Quốc đã được xuất bản ở Việt Nam. Thực tế, vận hành mô hình Trung Quốc có thể được khái quát như sau: chế độ Đảng Cộng sản toàn trị cộng với thị trường bằng nhà nước tư bản thân hữu. Công thức chính trị thời chuyển đổi đã diễn tả hiệu ứng tất yếu của sự ghép nối tình thế không theo quy luật vận động. Thị trường tạo nên sức mạnh kinh tế chứ không phải là từ bản chất chế độ. Mâu thuẫn này ngày càng trở nên gay gắt và hậu quả là sự suy giảm tốc độ tăng trưởng đồng thời với xu hướng tập trung hóa quyền lực. Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm liên tục từ trên 10% xuống dưới 6%, diễn ra đồng thời với việc thâu tóm quyền lực vào tay cá nhân. Ông ta thanh trừng phe phái trong chiến dịch chống tham nhũng, đà hổ diệt ruồi, tự cho mình là hạt nhân lãnh đạo, sửa đổi điều lệ Đảng và hiến pháp, loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ để có thể kéo dài sự cai trị lâu dài. Tương lai, xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Trung Quốc là sự tuyên truyền hơn là việc vận hành mô hình này đã có thể dẫn đến. Và cơ hội cải cách xoay chuyển nào cho Việt Nam từ quan sát trên tại Trung Quốc? Đây là hình ảnh đền Trung Sơn, đền thờ Gia Tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, được khánh thành vào ngày 16 tháng 5 năm 2020 sau 8 năm xây dựng trên diện tích 83 ha, ước tính kinh phí cho dự án này có thể đến hàng trăm tỷ đồng. Trong khi hai mô hình chính trị làm rõ cải cách thể chế là tất yếu, bởi bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay nhấn mạnh là cơ hội cải cách xoay chuyển, đột phá mà Việt Nam cần nắm bắt thấu đáo và kịp thời. Biết rằng Việt Nam cải cách theo mô hình Trung Quốc sau khoảng 10 năm, khu vực tư bản tư nhân chiếm khoảng 40% GDP, nhưng thực trạng thân hữu đã rất nghiêm trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận định một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã suy thoái nặng nề và tư tưởng, đạo đức và lối sống. Nguyên trưởng ban tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng đã từng lên tiếng cảnh báo sự suy thoái này và gắn với lợi ích nhóm và lợi ích từ nhiều năm trước. Thực tế đang diễn ra hiện nay trên thế giới đang chứng tỏ nhận định trên, mô hình Trung Quốc đã không phù hợp trong bối cảnh mới và đặt ra yêu cầu tạo ra khác biệt trong cải cách thể chế ở Việt Nam. Triết lý tăng trưởng kinh tế thúc đẩy dân chủ ở chế độ Cộng sản đã bị coi là sự ngộ nhận khi Tổng thống Donald Trump đặt vấn đề nước Mỹ trên hết. Viêm phổi Vũ Hán là lúc các nước phương Tây nhận rõ bản chất hung hăng của chế độ chuyên quyền, đối đầu ý thức hệ trong mọi vấn đề quốc tế, có nguy cơ dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh 2.0. Trong đó, thay vì làm sụp đổ chế độ ở Trung Quốc, thì sự chiếm đoạt chính trị sẽ là tâm điểm trong trật tự thế giới mới. Tham vọng địa chính trị của chính quyền Bắc Kinh, sự chiếm đoạt Biển Đông đe dọa sự toàn vẹn lãnh hải, đang tạo sức đẩy lớn hơn về phía Mỹ để bảo vệ chủ quyền và tham gia tứ giác kim cương bao gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand và Việt Nam, và để chuẩn bị điều kiện đón nhận sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc. Và trong bối cảnh đó, những đòi hỏi về cải cách thể chế chính trị trong nước và tại Việt Nam, đặc biệt là trước Đại hội Đảng lần thứ 13, trở nên hết sức mạnh mẽ. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 12, khóa 12, chuyển giao quyền lực lãnh đạo đang gặp khó khăn trong thể chế bất ổn. Quyền tự do kinh doanh được nới rộng làm tăng các nhu cầu quyền dân sự được hiến định khác, đặc biệt là quyền tham gia chính trị như giám sát quyền lực Đảng và nhà nước. Chiến dịch chống tham nhũng thúc đẩy thay đổi lập pháp và tư pháp. Hai công thức chính trị được trình bày nêu trên khẳng định vai trò quyết định của nhân dân trong phát triển. Cả hai mô hình này đều không tạo ra các thể chế phù hợp với quy luật để cụ thể thực chất hóa vai trò này của nhân dân. Khi mô hình Xô Viết sụp đổ, mô hình Trung Quốc thể hiện như biến thể có bản chất tình thế để duy trì chế độ, thay vì lộ trình cải cách hướng tới thể chế dân chủ. Và thị trường là sản phẩm tự nhiên tất yếu trong quá trình phát triển loài người, đã sản sinh ra kỳ khai sáng và các cuộc cách mạng công nghiệp, tăng trưởng kinh tế song hành với chế độ dân chủ là minh chứng trong thực tế. Chế độ chính trị là sản phẩm của con người, nếu phù hợp với thị trường thì sẽ thúc đẩy xã hội phát triển, còn không thì sẽ ngược lại. Bởi vậy, nhiệm vụ chủ yếu trong cải cách chuyển đổi ở Việt Nam là tạo khác biệt về bản chất với hai mô hình trên, thoát khỏi sự níu kéo bởi ý thức hệ giáo điều và chế độ chuyên quyền, xây dựng thể chế dân chủ cho phù hợp và thúc đẩy kinh tế thị trường. Hơn thế, và giữ được chủ quyền quốc gia, bối cảnh quốc tế và trong nước đã tạo sức đẩy cho các nhà lãnh đạo cần nắm bắt cơ hội vàng để vừa phát triển vừa giữ được chủ quyền đất nước. Và liệu Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới có thể là thời điểm tích hợp hay không là một câu hỏi được đặt ra. Cũng từ nhiều năm, Việt Nam cố tìm kiếm mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững, nhưng một chương trình tái cơ cấu nền kinh tế vốn là công việc phức tạp và đòi hỏi một tầm nhìn và năng lực thực thi từ nguồn lực đến kỹ năng. Qua những tác động mạnh và hiện hữu từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán cho thấy một chiến lược thoát chung về kinh tế có thể trở nên khó khăn. Đây là hình ảnh các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình của Hội nghị Trung ương lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế cho thấy sự giảm tốc kinh tế toàn cầu hiện nay do Trung Quốc chứ không phải do Mỹ gây ra như trước kia. Vị thế của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu nói chung và đối với Việt Nam nói riêng đã tăng một cách mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Trung Quốc ngày nay đóng góp khoảng 1/3 tăng trưởng chung toàn cầu, và Việt Nam chiếm vị trí hàng đầu với kim ngạch thương mại, tức là khoảng 130 tỷ đô la vào năm 2019. Sẽ là cơ cấu và cơ hội nếu như Việt Nam quyết tâm tái cơ cấu kinh tế bằng chính sách phát triển bền vững và dài hạn. Trước hết, cải cách thể chế mạnh mẽ và nâng cao năng lực để tham gia tích cực các hiệp định tự do thương mại và đầu tư Liên Âu và Việt Nam, chuyển hướng và chuyển chuỗi cung ứng và tìm kiếm thị trường châu Âu hay các nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ. Sẽ là thách thức khi quá trình cải cách thể chế có thể bị chậm lại bởi khả năng đặt ưu tiên cho các chính sách đối phó ngắn hạn để có được thành tích kinh tế một cách hình thức trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13. Bởi vì trong cơ chế hiện nay, các chức vụ lãnh đạo thường được tưởng thưởng bằng thành tích. Ngoài ra, trong điều kiện cải cách khó khăn, khi quyền lực chưa có cơ chế kiểm soát hữu hiệu và đặc biệt là thoát chung vẫn là vấn đề hết sức nhạy cảm, thì mỗi kỳ Đại hội Đảng, Đảng Cộng sản lại có thể là cơ hội cho những kẻ giấu mình chờ thời, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái, chưa bị lộ và những kẻ bảo thủ nhân danh, bảo vệ ý thức hệ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020 với bản tin Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đến lúc Việt Nam chấm dứt mô hình Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de